Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden Vlogs USA chia sẻ các tin tức về kinh tế, xã hội, văn hóa, cuộc sống Mỹ và luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ Xin hãy nhấn nút like và share để chia sẻ thêm cho nhiều bà con cùng biết đến nếu quý vị thấy Lê Đinh có những video hữu ích. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2021 và chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là những câu hỏi có liên quan đến việc xác minh danh tính với EDD. Có bao nhiêu cách làm xác minh danh tính? Phải cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Chừng nào mới nhận được link? Và cuối cùng là những ví dụ thực tế từ khán giả. Nếu quý vị nhận được những notice hay là những thông báo ở trong UI Inbox của quý vị giống như vậy, có nghĩa là EDD muốn quý vị phải làm xác minh danh tính với EDD. Câu hỏi đầu tiên mà Lê Đinh thường được quý vị hỏi đó là ai cần phải làm xác minh danh tính với EDD? Có phải ai lãnh trợ cấp thất nghiệp PUA hay là UI hay PEUC đều cần phải làm xác minh danh tính với EDD hay không? Thì câu trả lời là không phải. Chỉ khi nào quý vị nhận được thông báo từ EDD yêu cầu quý vị hãy verify your identity thì quý vị mới cần làm xác minh danh tính Còn việc quý vị nhận trợ cấp thất nghiệp từ chương trình nào thì không quan trọng Câu hỏi số 2 Có bao nhiêu cách làm xác minh danh tính Tại vì tôi thấy một số người ở xung quanh tôi khi làm xác minh danh tính với EDD lại làm không giống như cách của tôi đang làm Theo LinkedIn biết đến hiện nay là có 3 cách xác minh danh tính với EDD Cách thứ nhất là làm xác minh danh tính với UI Online tức là quý vị làm xác minh danh tính trực tiếp với trang web của EDD. Đây là cách đơn giản và dễ dàng nhất. Quý vị có thể xem video của Lê Đinh số 213 và 216 nếu quý vị cần được hướng dẫn để làm xác minh danh tính với UI Online và những điều quan trọng cần lưu ý trước khi làm xác minh danh tính bằng cách này. Cách thứ hai cũng là làm xác minh danh tính với EDD nhưng lại làm thông qua IDMe. Ở cách này, quý vị không làm xác minh trực tiếp trên trang nhà của EDD mà lại thông qua một cơ quan trung gian đó là IDMI. IDMI là một cơ quan trung gian, họ chỉ có nhiệm vụ kiểm tra và bảo đảm rằng quý vị chính là người đứng tên trong hồ sơ xin tiền trợ cấp thất nghiệp, chứ không phải là một người khác đã ăn cắp những thông tin cá nhân của quý vị để xin tiền trợ cấp thất nghiệp và lừa gạt tiền trợ cấp thất nghiệp với EDD. Quý vị có thể tham khảo video số 220 của Lê Đinh để được hướng dẫn về cách làm xác minh danh tính này. Nếu lúc quý vị làm xác minh danh tính với IDMI bằng cách thứ hai này, mà IDMI vẫn không thể xác minh được những giấy tờ mà quý vị đã tải lên, bởi vì có thể là giấy tờ của quý vị tải lên không được rõ, thì quý vị sẽ phải làm bước tiếp theo là xác minh danh tính qua video call với IDMI. Để biết khái niệm và được hướng dẫn cách làm xác minh danh tính qua video call với IDMI, quý vị có thể tham khảo video số 221 của Lê Đinh. Câu hỏi tiếp theo, khi làm xác minh danh tính với ID.me, tôi cần có những thiết bị và loại giấy tờ nào? Trước hết, quý vị cần phải có một cell phone. Nếu cell phone quý vị có thể chụp hình được, thì quý vị có thể làm trên cell phone từ đầu đến cuối. Còn nếu cell phone của quý vị không chụp hình được, thì quý vị cần phải có thêm một cái laptop hay một cái desktop mà quý vị đã tải sẵn những giấy tờ cần thiết vào trong hệ thống máy tính của quý vị rồi. Nhưng nếu quý vị được EDD yêu cầu làm ID me qua video call, thì quý vị bắt buộc phải có một cell phone có thể chụp hình được bởi vì quý vị cần phải chụp hình selfie của quý vị để gửi cho ID me cũng như cần phải gặp gỡ họ qua video chat và để nhận những số code mà ID me sẽ gửi về cho quý vị trong quá trình quý vị làm ID me. Tiếp theo, quý vị cần có một địa chỉ email dùng để tạo trương mục với ID me. Nhưng đó phải là một địa chỉ email đang hiện hành và quý vị vẫn còn nhớ mật mã để quý vị có thể vào trong email để kiểm tra những thư từ mà IDMI gửi liên lạc với quý vị. Có quý vị hỏi, vậy tôi có thể dùng địa chỉ email mà tôi dùng để tạo trương mục với lại UI Online EDD hay không? Theo Lê Đinh, đó là một ý kiến hay. Bởi vì khi làm như vậy, thì quý vị sẽ dễ nhớ hơn khi quý vị vào UI Online hoặc là vào IDMI. Câu hỏi tiếp theo, để làm xác minh danh tính với EDD, tôi cần có những loại giấy tờ nào. Lê Đinh xin được tổng hợp cả 3 cách làm xác minh danh tính với EDD và chọn ra những loại giấy tờ mà đặc trưng nhất và dễ dàng nhất cho quý vị. Trong đó bắt buộc phải có một loại giấy tờ chính và ít nhất là một loại giấy tờ phụ. Thì bây giờ Lê Đinh sẽ ví dụ là một giấy tờ chính và hai giấy tờ phụ. Chúng ta hãy chọn bằng lái xe là loại giấy tờ chính. Gợi ý thứ nhất sẽ là ba loại giấy tờ như sau. Bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội và hóa đơn điện thoại gợi ý thứ hai là bằng lái xe thẻ an sinh xã hội và hóa đơn tiền điện hoặc tiền nước hoặc tiền rác quý vị chỉ cần chọn một trong những hóa đơn đó thôi chứ không cần nộp cả ba hóa đơn nếu quý vị không có đứng tên trong những hóa đơn tiền điện tiền nước hay tiền điện thoại thì quý vị sẽ chọn gợi ý thứ ba là bằng lái thẻ an sinh xã hội và bank statement là giấy báo cáo của ngân hàng gửi về cho quý vị hàng tháng. Miễn sao trên tờ báo cáo đó có tên của quý vị và địa chỉ của quý vị. Trường hợp quý vị không có bằng lái để làm giấy tờ chính thì quý vị có thể thay thế bằng lái bằng một trong những loại giấy tờ chính như sau. Thứ nhất là thẻ ID, thứ hai sổ hộ chiếu, thứ ba thẻ hộ chiếu, thứ năm thẻ xanh và cuối cùng là bằng quốc tịch Mỹ. Nếu quý vị làm xác minh danh tính với UI online tức là làm trực tiếp ở trên trang nhà của EDD, thì quý vị không cần dùng thẻ an sinh xã hội. Do đó, trong những cái ví dụ đó, quý vị chỉ cần bỏ thẻ an sinh xã hội ra. Còn ở phần giấy tờ phụ, quý vị có thể bổ sung thêm là giấy khai thuế trong năm vừa rồi. Trong trường hợp quý vị không có biêu điện nước hoặc không có giấy tờ của nhà băng. Còn nếu quý vị làm xác minh danh tính với IDMI, thì quý vị sẽ cần hai giấy tờ chính hoặc là một chính và hai phụ trên màn hình là một ví dụ quý vị có thể sử dụng. Trường hợp hai giấy tờ chính đó là một bằng lái và một thẻ hộ chiếu hoặc là một bằng lái và một sổ hộ chiếu. Còn nếu quý vị muốn dùng một chính hai phụ thì quý vị có thể dùng bằng lái xe là giấy tờ chính, thẻ bảo hiểm sức khỏe và thẻ an sinh xã hội là hai loại giấy tờ phụ. Có quý vị thắc mắc rằng địa chỉ ở trên bằng lái xe không giống như địa chỉ hiện tại của quý vị nữa bởi vì quý vị đã dọn đến địa chỉ mới thì có ảnh hưởng gì hay không? Câu trả lời là không, bởi vì chuyện dọn đến một nơi ở mới khác với địa chỉ ở trong bằng lái là một chuyện rất phổ biến ở Mỹ. Miễn sao tên và ngày sanh của quý vị ở trên bằng lái là đúng với tên và ngày sanh của quý vị nộp trong giấy tờ thất nghiệp. Hơn nữa, ngoài giấy tờ chính, quý vị còn nộp thêm những loại giấy tờ phụ và trên bản giấy tờ phụ đó sẽ có tên của quý vị và địa chỉ hiện tại của quý vị. Quý vị cũng cần lưu ý những giấy tờ mà quý vị nộp cho IDMI hoặc là nộp cho EDD cần phải là những giấy tờ chưa hết hạn. Các hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại hay là những statement của nhà băng không được cũ hơn 90 ngày, tức là không được cũ hơn 3 tháng. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ nói về đường link để làm IDMI của EDD. EDD đã gửi ra những tin nhắn đến cho quý vị để có thể làm xác minh danh tính. Và yêu cầu quý vị cũng hãy tiếp tục làm certify cho những tuần lễ có sẵn trong lúc việc xác minh danh tính của quý vị đang chờ đợi được giải quyết. Nếu đúng như vậy, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà EDD sẽ gửi đường link đến cho quý vị. Do đó, quý vị có thể đợi đến tối ngày hôm nay hoặc trễ lắm là sáng ngày mai xem EDD đã gửi những đường link đến cho quý vị hay chưa. Và quý vị nên lưu ý là mỗi trường hợp của quý vị là mỗi một trường hợp khác nhau cho nên EDD có thể yêu cầu quý vị làm xác minh danh tính theo một trong ba trường hợp khác nhau như Lê Đinh vừa trình bày ở phía trên. Thí dụ như trường hợp này của bạn Thủy hay bạn Thúy là bạn được làm xác minh danh tính trên UI Online. Ở trong phần bình luận, Thúy đã nói rằng Chị ơi, em gọi lên EDD và được họ gửi ra UI Upload Document. Và lúc vào thì chị upload mỗi ID rồi ký tên thôi chị. Cho Lê Đinh xin được cảm ơn sự chia sẻ của Thúy nha Vì tên chưa bỏ dấu Cho nên Lê Đinh không biết là gọi Thúy hay Thủy mới đúng Nếu lỡ gọi sai tên thì mong bạn thông cảm Hay trường hợp của bạn Vivian Trần cũng vậy Bạn nói Chị ơi, EDD cũng gửi link cho em để verify Nhưng sao em thấy không giống như là ID.me Sau khi em upload xong Thì họ cũng gửi email confirm Là em đã upload hồ sơ Em không biết đây có phải là chương trình mới của EDD hay không vì em upload được một tuần rồi. Cảm ơn chị. Cách tải hồ sơ theo bạn Vision nói là cách xác minh danh tính của EDD không thông qua ID.me tức là tải trực tiếp từ trang nhà của EDD, cho nên cách này rất dễ và đơn giản. Lê Đinh xin được cảm ơn lời chia sẻ của Vision nha. Tiếp theo là trường hợp của bạn Ngọc. Ở đây bạn Ngọc và bạn Trinh Nguyễn đang đối thoại với nhau, bởi vì khi Ngọc hỏi thì Lê Đinh đang đi làm cho nên không trả lời kịp, và bạn Trinh đã giúp đỡ trả lời dùm. Theo lời chia sẻ của Ngọc, Lê Đinh nghĩ rằng Ngọc làm xác minh danh tính qua ID Me nhưng không cần video call. Ngọc nói, chị ơi, hôm nay em cũng mới làm ID Me xong nhưng em không có được video call với họ. Trước khi nhập số social xong, nó hiện ra thông tin tất cả để mình check lại. Rồi hỏi mình có cần gửi những thông tin này đến EDD không? Em bấm nút đồng ý xong thì nó hiện ra đã hoàn tất xác minh danh tính. Em đọc hướng dẫn làm ID Me thì hình như trong quá trình mình upload có gì không rõ thì sẽ được người ta giúp bằng cách verify qua video call. Ngọc cũng cho biết là bạn hơi lo bởi vì thấy có rất nhiều người làm xác minh danh tính qua video call không biết cách bạn làm có đúng hay không. Lê Đinh rất cảm ơn Ngọc đã để lại lời bình luận cũng như thắc mắc và cũng cảm ơn bạn Trinh Nguyễn đã giúp Lê Đinh trả lời câu hỏi cho bạn Ngọc bởi vì những gì bạn Trinh Nguyễn nói đều rất chính xác. Tức là trong quá trình quý vị tải hồ sơ hay hình ảnh của quý vị lên với IDMe, nếu hệ thống máy tính của IDMe không xác định được hình ảnh hay những giấy tờ của quý vị, vì quý vị chụp không được rõ hoặc giấy tờ của quý vị bị hết hạn thì hệ thống máy tính tự động của IDMe sẽ báo lỗi. Lúc đó IDMe sẽ yêu cầu quý vị làm xác minh danh tính qua video call. Bạn Trinh Nguyễn cũng đã làm xác minh danh tính qua IDMe với video call, bạn chia sẻ rằng mình phải tạo tài khoản ID Me trước, sau đó mình phải chụp mặt trước và mặt sau những giấy tờ cần thiết, thí dụ như bằng lái hay là thẻ an sinh xã hội trước khi mình gặp họ trên video call. Trong video call thì mình phải cầm những giấy tờ đó thật sự trên tay và show cho họ thấy, tức là đưa lên cho người phỏng vấn mình thấy để chứng minh rằng mình và người trong giấy tờ là một. Quý vị thân mến, và đó là những gì Lê Đình muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Vlogs USA. Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và đặc biệt là chúc quý vị mau mắn nhận được đường link để làm xác minh danh tính với EDD và làm xong phần xác minh danh tính với Video Call càng sớm càng tốt để quý vị có thể nhận được những phần tiền hỗ trợ mà đúng ra quý vị đã được nhận từ nhiều tuần trước. Lê linh Đinh xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo